Các anh chị, sau đây thì em xin giới thiệu với các anh chị, đây là cái sản phẩm xi măng chống thấm CF Man bên em và được phối trộn để mà xây tô lên một bức tường như xi măng bình thường. Và khi cái vữa xây này là được xây bằng xi măng thông thường, và cái vữa tô này là được xây bằng xi măng chống thấm CF Man. Và xin thử nghiệm cho các anh chị xem là cái hiệu ứng chống thấm của xi măng CF Man. Đây, các anh chị thấy nước đọng lại như lá sen ha các anh chị. Đây. Khi trời mưa tụt xuống thì nước sẽ như lá sen như thế này và nó sẽ đọng lại. Các anh chị nên nhớ kỹ một điều là xi măng của chúng ta là dính chứ không thấm nha. Dính để cho chúng ta sơn chứ không thấm. Đây, còn đây là cái vữa xay. Em xin thử nghiệm cho các anh chị xem. Đấy, vữa tô của xi măng chống thấm CF Man. Khi trời mưa xuống thì nó sẽ có cái hiệu ứng lá sen như thế này. Bao nhiêu thì nó sẽ tụt hết xuống bấy nhiêu. Đấy, và khi chỗ nào mà cái giọt nước không tụt được thì nó sẽ đọng lên như thế này. Đây các anh chị thấy, dòng nước nó sẽ động lại. Đấy, rồi chứ nó không thấm. Các anh chị nên nhớ kỹ một điều là xi măng của chúng ta dính chứ không thấm nha. Dính để mà chúng ta sơn. Và cái hiệu ứng lá sen. Còn đây là cái vữa xay bình thường, các anh chị thấy đây. Bao nhiêu thì rút hết bấy nhiêu. Đây. Và khi mà cái bức tường của chúng ta nó chống thấm như thế này thì nó rất là tiết kiệm sơn các anh chị.